thiệu ngay trên sân khấu này một gương mặt rất điển trai, một giọng hát vô cùng ngọt ngào, mà đi đâu ở miền Tây mình thì là con cũng rất là yêu mến. Phải cho một tràng pháo tay đầy lòng nhiệt để cùng chào đón xuất hiện trên sân khấu lớn này đây, nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Cảm ơn em. Thì giờ lên đó đầu tiên, Kim Tiểu Long xin chào tất cả bà con cô bác này, chào thân thương và chân trọng nhất. Cảm ơn những tràng pháo tay tình thương của tất cả quý vị đã gửi cho Kim Tiểu Long rất là nhiều. Và bây giờ là để thay đổi một không khí, Long sẽ gửi đến ba câu dùng cổ. Bài hát rất là quen thuộc, bài hát được mang tên Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi. Mẹ ơi, đừng làm tung qua nhiều nguy gian khổ đêm, từng đêm con giấc mặt nhảy quân ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Don't keep on me, don't keep on me, don't keep on me, don't keep on me.